Chào mọi người, hôm nay mình làm cái video này để trả lời câu hỏi của mọi người về cái việc chày bảy màu, sử dụng như thế nào và hiệu quả ra làm sao và có ý nghĩa gì việc sử dụng giày bảy màu kết hợp với chuông say ấy, cùng các câu thần chú trong tiếng phạn đó các bạn nó đã được các học viên ấn độ giáo tây tạng sử dụng để chữa bệnh bằng luân xa trong nhiều thế kỷ rồi một trong những mà phương pháp để cân bằng luân xa đó mà nhiều người trong chúng ta luyện tập hàng ngày có ý thức hay vô thức các loài động vật trong tự nhiên ấy, hay chính trái đất vũ trụ vận hành tạo ra đó như đã là những sắc màu đơn lẻ được đọc và tụng mỗi màu trong chày có một sự tương tác với chuông cụ thể đến lương xa mà chúng ta nhắm đến cụ thể thằng chú chày bảy màu liên kết với chuông qua mô tả ngắn gọn như vậy nè màu tím á, mở ra thu hút năng lượng vào các lương xa nè còn màu xanh dương á, nhẹ nhàng tĩnh lặng so dịu năng lượng tăng động thư giãn nghỉ ngơi và ngủ còn màu xanh lam thì tập trung làm mọi thứ trở nên rõ ràng màu xanh lá là sự gián đoạn ngắt liên kết phá vỡ năng lượng trì trệ loại bỏ hệ thống niềm tin cũ màu vàng thì làm ấm lên nhẹ nhàng sự sẻ chia và cho đi màu cam là sự tăng lên nâng cao tạo ra nhiệt lượng và cuối cùng màu đỏ làm sạch và hàng gắn lương xa liên kết với nhau cấu trúc vận hành của chày bảy màu mang đầy ý nghĩa tác động đến bảy cái lưng xa bắt đầu lưng xa một là lưng xa màu tím trên đỉnh đầu á. và cuối cùng là lưng xa đỏ là lưng xa số 7 nó nằm ở phần phía bụng dưới của cơ thể chúng ta nha các bạn